Xin chào các bác nhỉ. Hôm nay bên em giới thiệu các bác về cái cải ngồng tím hoa vàng này. Đó. Các bác nhìn thấy không? Cái này chúng ta ăn được cả thân, cả lá, cả ngồng hết nha. Đây. Hàng này là hàng nguyên bao bì của Đài Loan nha các bác nha. Đó. Một gói như thế này sẽ được rất là nhiều hạt. Một gói này sẽ là được 10 gram nha. 10 gram mà nay được vài nghìn hạt luôn. Rất là nhiều. Trồng này lên rất là dễ nha các bác nha. Cái vỏ ngoài thì nó sẽ là màu tím, tím hoặc đỏ. Đây. Đây là một mẫu mã như này nhá. Còn đây đây cũng là một mẫu mã nữa. Đó, các bác nhìn này. Nó đều là như vậy cả, nó chỉ có khác bao bì. Đó. Đây. Cái này cũng thế, cũng phải 3.000 hạt. Nói chung là 3 đến 5.000 hạt luôn. Nó sẽ có cả một màu xanh nhưng đây sẽ là màu tím trước à. Tím hoặc là màu đỏ, tức là nó tùy theo khí hậu của từng lúc.